Nói chung là công ty cổ phần Đại Nam là chủ đầu tư của khu công nghiệp Sóng Thần 3. Thì được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban, thì ban quản lý khu công nghiệp, các khu công nghiệp của Bình Dương và ban phòng chống COVID-19 triển khai để tiêm vaccine để phục vụ cho công nhân, để tăng cái sức đề kháng cho cái người lao động ở trong khu công nghiệp của các khu công nghiệp, đặc biệt là Sóng Thần 3 là cái nơi đầu tiên để tiêm chủng. Thì công ty cổ phần Đại Nam và nhà máy găng tay Đại Nam đã đồng hành cùng với ban quản lý khu công nghiệp và ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 để tổ chức tiêm cho tất cả các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp mà đăng ký 3 tại chỗ và đang sản xuất, để bảo vệ cho người lao động, để tăng thêm cái sức đề kháng để vượt qua. Thì chúng tôi để cùng chia sẻ với các công ty nằm trong khu công nghiệp, thì vaccine thì do ban quản lý khu công nghiệp và tỉnh cấp, và chúng tôi đã mời y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy giúp đỡ để tiêm chủng cho công nhân, cộng với trường đại học, các sinh viên của trường đại học Y Dược Hà Nội cùng để tham gia cái chương trình này. Và toàn bộ chi phí thì nếu có trừ vaccine của nhà nước cấp thì chúng tôi chia sẻ và đảm nhận hết phần đó, và không có bắt doanh nghiệp cũng như người lao động đóng góp, để cùng chia sẻ cái gánh nặng cho các công ty nằm trong khu công nghiệp. Thì ngày hôm nay là cái ngày thứ ba, thì mỗi ngày là chúng tôi tiêm ở đây là được khoảng cỡ như ngày hôm qua là được gần 2.400 người, ngày trước thì khoảng hơn 1.800 người, và còn lại bao nhiêu thì ngày hôm nay sẽ kết thúc và ngày mai sẽ triển khai tiếp tại khu công nghiệp Sóng Thần 2. Thì nói chung là cái công tác tổ chức là rất là tốt, rất là trật tự, và các cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp cũng rất là ý thức cộng đồng, nên nó ngồi rất là trật tự, và với cái sự hướng dẫn của các bác sĩ, y sĩ và y tá, nên nó là cái công việc tiêm chích là nó không có ồn ào và rất là trật tự. Và đây cũng là cái mà chúng ta nên có thể rút kinh nghiệm và tiêm chích các nơi khác để tiêm chủng vaccine, cũng làm như thế này để nó chống đi cái sự lây lan của dịch bệnh, và nó tạo mọi cái việc làm tốt để phục vụ cho công tác phòng ngừa dịch bệnh của tỉnh nhà nói riêng và của cả nước nói chung. Và một lần nữa tôi cũng cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy, ban giám đốc Chợ Rẫy và cũng như là trường đại học Y Dược. Cảm ơn tỉnh ủy, ủy ban, ban quản lý các khu công nghiệp và ban phòng chống COVID đã quan tâm đến người lao động và đã giúp cho người lao động được tiêm vaccine, và hoàn toàn người lao động cũng như các công ty không tốn bất cứ một chi phí gì hiện nay chúng tôi đang làm. Và có chi phí gì xảy ra phát sinh trong việc phục vụ cho việc tiêm chích thì công ty cổ phần Đại Nam sẽ đảm nhận cái việc này và không nhận đóng góp. Rất là vui, tôi thấy công nhân của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp rất là phấn khởi, và nhìn ở trên đôi mắt họ nóng như là thể hiện một cái gì đó, nó giống như một niềm tin và một niềm vui nó ảnh hưởng trên ánh mắt, vì tất cả chúng ta đều đeo khẩu trang hết, nên tất cả cái biểu lộ của con người trong lúc này đó là ánh mắt, thì ánh mắt rất là phải vui vẻ và vui mừng và để đón nhận cái đợt tiêm chích này. Thì đây cũng là một cái ý thức để giúp cho cộng đồng ngày càng phòng chống được cái dịch bệnh, và mong cầu tất cả chúng ta vượt qua cái đại dịch này. Tôi tên là Trần Thanh Liêm, giám đốc của công ty cổ phần TBS miền Đông, trực thuộc tập đoàn TBS Group. Trước hết, tôi xin cảm ơn ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp cận được cái vaccine trong cái lúc mà vaccine trên thị trường rất là hiếm. Việc tiêm vaccine này rất có ý nghĩa rất lớn đối với công ty của chúng tôi. Thứ nhất là nó thuận tiện là chúng tôi không phải đi tìm hoặc đi quá xa. Thứ hai, trong cái thời gian giãn cách như thế này, đối với công ty chúng tôi là rất gần, và chúng tôi có thể di chuyển đến cái nơi và tiêm vaccine và được tổ chức một cách bài bản như thế này. Việc tiêm vaccine này thì đảm bảo rằng công nhân của chúng tôi, thứ nhất là họ có cái sự tin tưởng
họ tin rằng họ tiêm vaccine, họ được đảm bảo được về cái sức khỏe, về cái việc lây nhiễm. Cái thứ hai, trong 2 tuần tới thì chắc chắn rằng chúng tôi cũng có sinh ra một cái kháng thể khoảng 30-35%, thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ được giảm được cái phần đó rất nhiều. Chắc chắn rằng nó sẽ đưa chúng tôi rằng tăng năng suất nhiều hơn. Vì trước khi tiêm vaccine thì công nhân của chúng tôi rất là lo lắng, không biết rằng họ phải bị nhiễm cái COVID vào lúc nào. Và như vậy thì họ sẽ yên tâm hơn, và họ có thể họ quay lại với cái lượng công nhân nhiều hơn với chúng tôi. Trước mắt thì tôi xin cảm ơn một lần nữa đối với Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương. Xin cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Cảm ơn ông Quỳnh Huy Dũng, Chủ tịch của Đại Nam của Khu Công nghiệp Sóng Thần 3, đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiêm vaccine một cách hoàn hảo, bài bản như thế này là một điều hiếm thấy. Cuối cùng, tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã có một cái buổi tiêm ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng các cái khu công nghiệp khác ở trên lãnh thổ Việt Nam cũng nên tổ chức giống như thế này. Xin cảm ơn. Em tên là Bùi Thị Thảo ạ. Em sinh năm 1986, hiện em đang làm tại công ty TPS miền Đông thuộc khu vực Sóng Thần 3. Dạ, em cảm thấy rất là vui mừng bởi vì mình được tiêm vaccine để phòng ngừa COVID, cho nên là em rất là mừng. Theo em thì sẽ rất tốt cho phòng ngừa dịch bệnh về sau này ạ. Trước tiên là em cảm ơn chính phủ Việt Nam ạ. Em cũng xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ đã hỗ trợ cho công ty TPS miền Đông và toàn thể công ty khu công nghiệp Sóng Thần 3 chúng em được tiêm buổi vaccine ngày hôm nay ạ. Và em cũng chúc cho toàn thể đội ngũ nhân viên đang dốc hết lòng vì chiến dịch COVID được thành công tốt đẹp trở về với gia đình ạ.